Sáng nay, trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu Quốc hội. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Các đại biểu đã kính cẩn kiên bình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, tưởng nhớ công lao vĩ đại của người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, người đã ban hành những sắc lệnh đầu tiên về tổng tuyển cử để làm cơ sở pháp lý mang tính nền tảng của một chế độ bầu cử tự do, thật sự dân chủ. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, công tác giám sát và các vấn đề quan trọng khác.